Chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn cái chi tiết cái căn phở Minh này. Thì cơ bản thì một số các cái khách hàng có nhắn cho mình về, thứ nhất là cái dịch vụ, mới xem lại cái cách thiết kế ở trong nội cái quán này. Thì thật ra đến bây giờ thì mình nghĩ nói chuyện về Trà Là thì đó là một sự thần tốc của chủ đầu tư với lại các cái dịch vụ tiện ích bây giờ. Chúng ta sẽ thấy làm sao mà trong vòng từ 28 tháng 4 mà đến bây giờ xuống đây thì chúng ta, nếu chúng ta nhìn thấy có 3 công viên ấy, thì nó như một khu resort. Và mình ước mơ rằng là sau này một số các cái khách hàng có gửi những cái căn cho mình thì chúng ta sẽ nhìn thấy các cái dịch vụ tiện ích, làm sao mà mình ước mơ là làm sao mà cái dịch vụ tiện ích về càng nhiều càng tốt. Thì hôm nay mình sẽ có một khách hàng xuống đây trải nghiệm, sau đó thì mình muốn quay cho các bạn biết rằng là cái thiết kế của này. Sau đó chúng ta có những cái dịch vụ hoặc số một số các khách hàng có chia sẻ mình là muốn thuê làm cái đơn vị thiết kế ở dưới này, thì mình nghĩ là các bạn đi tắt đón đầu mà đi sớm thì càng tốt. Đây cái bên trên này, cái khu mà ban công thì chủ nhà đã thiết kế ra thêm mấy cái chậu hoa này rất là đẹp. Thế mà khi mà chúng ta về mà ở đông mà chúng ta càng có những chậu hoa này thì khu phố lại càng sầm uất hơn. Một cái điều mà mình nghĩ rằng là ở đây ấy thì làm sao cái hạ tầng và cái chi phí thuê ấy, thì có khách hàng đã chia sẻ với mình thì có hai phương thức thuê là các bạn thuê theo hoàn thiện và thuê theo thô. Ở đây trong chúng ta sẽ vào đây cái thiết kế sân bên dưới này. Căn này là căn căn góc đấy, thì Phở Minh này là một chuỗi thương hiệu nhượng quyền nhá. Bạn này cũng làm ở trong ở Ocean Park 1 của mình ở Ocean Park 1 thì bạn cũng có một cái quán phở dưới đấy. Trên này chúng ta muốn quay một cái diện vụ tiện ích này, nó ở đây ở Ocean Park 2 này. Bản thiết kế rất là đẹp đúng không? Đấy. Cầu thang cũng không cần là cầu kỳ lắm. Mình cũng nhìn thấy một cái phong cách nó giống như kiểu cà phê A2 ấy. Đấy. Đây bạn nhìn này. Nhưng mà cái cách thiết kế ở trên này bạn nhìn thấy đấy, thì chi phí thiết kế nó sẽ không bị đội lên, bạn nhìn này. Đây là đấy. Đây. Đấy, bạn ấy sửa lại như này thôi, chắc chắn là chi phí nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với các cái ấy. Thì cũng quán phở thì chúng mình nghĩ là nó đây, bạn sẽ nhìn thấy đây. Đấy, thiết kế bài tiết rất là đẹp đúng không? Phở Minh mình nghĩ rằng là một cái chuỗi, bạn ấy đang làm chuỗi. Đấy, nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái tiện ích của Trà Là và cái chúng ta sẽ xuống đây với dịch vụ gì. Thì một số bạn cũng nhắn cho mình một cái muốn thuê để làm các cái văn phòng nội thất ấy. Thì nếu như các bạn đi sớm thì xuống sớm thì mình nghĩ là đặc biệt là thang máy này hay là dịch vụ hoàn thiện nhà này. Đấy, thì mình nghĩ là nó một cái dịch vụ tiện ích cấp thiết rất là cần ở đây. Đây thì chúng ta đi xa đây. Ra đây là gì? Phía trước của chúng ta đây, cái nhà của chúng ta đang thuê bạn này thì đối diện cũng như này, thiết kế như này, bạn nhìn nhá. Đấy thì mình nghĩ là đây các cái chậu hoa bạn ấy đưa ra. Đấy, ban công này. Đấy, đẹp không? Trà Là thì có một số các cái khu vực song lập ở cái chỗ mà công viên ấy, thì nó là đúng là resort rồi. Đấy thì như vậy thì ở đây mình cũng có một bạn ấy đang hỏi mình là muốn rằng là cái thuê đấy thì mình cũng đã kết nối đâu đó là cũng hai mấy triệu nếu mà hoàn thiện, còn đâu là thô thì cũng khác. Nhưng câu chuyện thì các bạn cứ xuống đây, mình cũng có những cái căn cụ thể để mình làm sao cái tiện ích dịch vụ. Đây là một căn điển hình, một cái tầng 2 điển hình. Bạn ấy làm ở trên tầng 3 đó, nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng chẳng cần quay nữa. Trên đấy thì dành cho một số các phòng VIP, ví dụ như đây, chúng ta đi lên đây. Thế chắc là mình nghĩ là theo tùy từng cái diện tích sử dụng thôi, hoặc cái nhu cầu sử dụng thôi, chứ cũng không phải gì. Thế nhưng mà mình thấy rất hay ở đây. Ở đây là gì? Ở đây là cái cách thiết kế lại ấy. Đấy, nó không đội chi phí lên, đúng không? Cũng không cần phải chat cái thứ gì. Chúng ta chỉ cần làm như này thôi. Đấy, thì chúng ta cũng đã đi vào vận hành rồi. Thế rất giống như là cái quán cà phê cộng hay AHA, đi lại những cái cảm xúc nó cũng không cần phải quá chi là kiểu như là chát tường sờ vào như gái 18 thì chắc cũng chẳng cần đúng không? Chúng ta chỉ cần như này thôi, đúng không? Và bây giờ mình xuống, mình sẽ trải nghiệm phở của bạn này. Thì đấy, mình muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ có những cái dịch vụ tiện ích đây. Các bạn này thiết kế lại. Đấy, bạn ấy cũng không cần phải làm thang máy, đúng không? Đấy, nhiều nhà thì làm thang máy. Thế nhưng mà thiết kế mình thấy là rất là đơn giản để đi vào sử dụng và khai thác vận hành. Mình tin rằng là khi mà các bạn mà đi với một cái gì đó mới, cái mới thì bạn nên chiếm lĩnh thị trường ngay, thì mình nghĩ nó là rất là thuận. Đấy, đây đấy, cũng không gian mở giữa đây. Đấy, đi đây bạn, chắc chắn bạn này làm chuỗi
Đấy. Rất là đẹp đúng không? Mình thấy không? Dịch vụ rất là đẹp. Đây. Thoáng đãng, rộng rãi, mát mẻ, một điều quan trọng nhất là chúng ta đi tiên phong. Tiên phong đúng không? Đây, để nhìn nhá. Ở mình. Đấy. Hiện tại thì mình nghĩ là sau này sẽ là rất là tốt. Đấy. Rồi. À, hiện tại thì mình cũng có nhiều khách hàng có những căn ở đây và cái vị trí khác nhau. Đấy, thì các bạn có thể giữ inbox cho mình. Mấy khi mà tiện ích hạ tầng mà đi về được như này rồi thì sẽ gắn theo được rất là nhiều. Thì chúng ta cứ các bạn cần tìm hiểu thì các bạn cứ inbox thì mình sẽ kết nối thôi. Đây, Quảng Minh nhá. Đấy, một thương hiệu rất là mình nghĩ mình chúc mừng đấy. Và cư dân cũng sẽ rất là mong muốn có nhiều dịch vụ tiện ích như thế. Tại đây. Đây rồi, phát phở đây rồi. Thôi bây giờ này là chúng ta phải triển khai thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.